chúc như bài ca êm dịu vang lên giữa trời xanh. Tam chúc như lời ru quê mẹ mời du khách về thăm. Về nơi đây nghe tiếng sóng ví vô gió ngàn tiếng đàn. Nơi núi thiêng ngàn năm lưu giữ
súng nổ màu đỏ cờ bay. Mẹ tiễn cha đi đâu hẹn ngày trở lại. Hà Nam ơi, đất mẹ anh hùng. Gương soi dẫn lối
ngát hương tỏa lòng từ bi cho chúng con duyên lành. Nhìn bầu trời bao la khói hương, ấm lòng chúng say. Phật trên cao sáng soi từ bi, cứu độ độ sinh. Phật là từ tâm, Phật là ánh dương hào quang sáng ngời. Phật như dòng sông mát trong lời dù êm êm gió chiều, Phật là gương soi dẫn lối nối bình an. Lấy Phật quan âm luôn cứu độ, người người muôn dân khắc ghi trong lòng niềm tin Bồ Tát từ bi. Tên gọi là cổng Tam Quan Nội. Vâng, cái cổng ban đầu các cô chú vào là cổng Tam Quan Ngoại, và ở đây là cổng Tam Quan Nội. Và cổng này nó bao gồm 3 cổng vào và 3 tầng lầu, được xây dựng hoàn toàn bằng bê tông cốt thép, với chiều cao là 29m và diện tích sàn cả 3 tầng là 3.600m2. Thì đây đang được đánh giá là một trong những cổng Tam Quan lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại đấy. Và quan niệm của trong Phật giáo thì ba cái cổng của cổng Tam Quan nó bao gồm cổng hữu quan, trung quan và không quan. Tức là nếu như người phàm của chúng ta khi vào thì thường là con người ta sẽ hay vào cổng bên trái, thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái chấp niệm hay là những cái vui, những cái buồn thì mình mang tất cả vào trong chùa. Và khi vào trong chùa, từ những cái tâm thanh tịnh đó thì chúng ta đã cảm